Hôm nay bạn muốn ăn gì? Tàu hơi nước trùng khánh. Đoán trò chơi. Đầu tiên hãy chuẩn bị một miếng thịt bò Wagyu thuần chủng M42, sau đó cắt toàn bộ miếng Wagyu thành khối thịt bò, sau đó cho hành và gừng vào nồi dưới nước lạnh rồi chần qua, đun sôi ở nhiệt độ cao rồi vớt ra và để sang một bên. Thêm gia vị vào xào đến khi có mùi thơm. Đổ thịt bò và một thìa tương đậu vào. Sau khi thịt bò thơm thì đổ tất cả vào nồi hầm, sau đó đổ nước luộc bò đã chần vào, thêm gia vị trước và sau đó thêm một ít nước tương nhạt, sau đó đun nhỏ lửa trong 5 phút, sau đó kết hợp toàn bộ thịt bò với mì ăn liền, tim súp tâm hồn, cuối cùng một ít rau mùi, có thể khiến vợ tôi muốn ở lương thân của ấy. Bún bò kho đã sẵn sàng. Ăn lẩu. Đây là loại lẩu gì? Này, cậu không ăn thì tôi ăn. Bố có đáng tin cậy hơn không? Bỏ chân cua, cắt thịt bươu thành từng miếng nhỏ, thành các hoa, tôm hùm vô tần trên đĩa, tôm hùm xanh nhỏ trên đĩa, cua hoàng đế trên đĩa, vòng quay tôm may mắn, bữa lẩu đầu tiên vào mùa thu, ăn uống với cảm giác nghi lễ tại nhà. Khi tôi nói với chồng tôi muốn ăn trứng hấp, chồng ơi hôm nay em muốn ăn trứng hấp. Cảm ơn chồng. Khi con gái nói với chồng muốn ăn trứng hấp, bố ơi con cũng muốn ăn trứng hấp. Mua một con cua hoàng đế xanh lớn, đầu tiên loại bỏ chân cua, cắt móng cua, sau đó dùng kéo cắt chân cua, loại bỏ thịt chân cua, sau đó cắt thịt chân cua thành từng miếng, một đĩa lớn đầy, sau đó cho thịt ăn cua vào trứng hấp, sau khi cho ra đĩa, hấp trong 5 phút, sau khi hấp sẽ có hương vị thơm ngon. Trứng hấp đây. Trước đây cô ấy không có cảm giác thèm ăn, tại sao hôm nay bạn lại chủ động ăn trứng hấp? Nguyên nhân là do mùa hè quá nóng và trẻ không thích ăn, khi trời nóng và bạn đổ mồ hôi nhiều, kẽm sẽ bị mất qua mồ hôi, cho cô ấy bổ sung kẽm và cô ấy sẽ thèm ăn hơn. Trứng. Bố vẫn đáng tin cậy. Tôi không cần phải hỏi thêm. Cô. Hôm nay bạn muốn ăn gì? Tôi muốn ăn mì ăn liền. Mì gói. Thôi hôm nay ăn mì gói nhé. Bạn đê lút. Ông chủ, mang cho tôi con tôm hùm bốt tần lớn nhất. Muốn nó. Đây là cái lớn nhất. Được rồi, là anh ấy. Tôm hùm chà sạch, lấy đuôi tôm, cắt bớt những gốc vô dụng. Cắt một nửa. Cắt thịt tôm thành từng miếng nhỏ đi. Lấy càng tôm, dao cải tiến đầu tôm, vị lưỡng để ta đặt tôm hùm đã chuẩn bị. Tỏi băm khe cây và đổ dầu nóng. Một thìa cốt gà tiêu tốn một thìa dầu. Quấy đều. Đổ thật đều lên tôm. Hấp cho đến khi chín. Cô. Bạn không được phép thử, thậm chí bạn còn chưa làm xong bài tập về nhà. Khó quá em không làm được. Đừng lo, bố sẽ dạy con. Hãy kết thúc việc kiểm tra. Tôi không tin bạn đã làm đúng mọi việc. Không sao đâu. Cắt hẹ trước khi dùng. Ăn mì ăn liền. Thật tuyệt vời khi được ăn hết. Đồng ý. Đó không phải lỗi của tôi. Mẹ, bạn có muốn ăn? Đừng ăn, lớp vỏ này khó bóc quá. Mẹ bảo không được ăn, thực ra đó là tôm đã bóc vỏ. Chúc mừng sinh nhật vợ, ôi anh vẫn nhớ sinh nhật em, mẹ ước một điều. Được rồi, hứa một điều. Cắt nó đi và tôi sẽ ăn một mình. Đây là chồng tôi, chúng ta đã kết hôn quá lâu rồi, bạn biết, nhìn vào giấy đăng ký kết hôn, bạn đã xem giấy đăng ký kết hôn của mình chưa? Chồng của tôi, đây là tôi, phải, tôi đây, em hôn chồng tôi mỗi ngày, bạn đã nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Bố đã ăn rồi. Tôi muốn ăn tôm hùm. Thơm quá, bố nhìn vào trong. Bố mẹ đã ăn rồi. Tôi muốn ăn bát của bạn. Bố nhìn vào trong. Thực ra đó là một thùng đầy tôm nấu chín. Còn của chúng tôi thì sao? Không phải chia sẻ của bạn. Hương vị là gì? Ăn nhiều rau hơn. Đồng đồng bắt được nó. Đồng đồng bắt được nó. Mẹ ăn trái cây.
Mẹ ơi nhìn kìa, nhìn xe này đẹp quá. Vậy nếu anh ấy đẹp ra thì sao? Ai sẽ mua xe điện? Vâng. À, bố tôi sẽ mua nó cho tôi. Hình như không ai có bố phải không? Bạn nói gì? Tôi có tất cả thẻ lưu điện thoại di động của bạn. Bạn đã mua gì? Thôi chồng em ăn cho anh nhé. Bạn không ăn nó. Vứt đi. Bố ăn đi. Bạn muốn ăn kem không? Cắt tôi quá. Bố ơi, con muốn ăn cái của mẹ. Bánh sinh nhật của ai thế? Tôi muốn ăn hương vị sầu riêng. Này, đây có phải là điều cậu đang nói đến không? Ăn chút này không đủ đâu. Bạn không đủ ăn, tôi đủ ăn. Bố. Hãy mở hộp mù sầu riêng. 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, 5 phòng ngủ. Phòng cuối cùng rộng quá. Gọt vỏ sầu riêng và nghiền nát thành bột miếng. Đặt vỏ bánh lên bàn xoay bánh. Vẽ hình tròn và điểm nhân sầu riêng vào. Sau đó vẽ hình tròn để làm phẳng nhân sầu riêng. Phủ lên vỏ bánh. Tiếp tục vẽ hình tròn và ép nhân sầu riêng vào. Tiếp tục sang phẳng nhân sầu riêng. Cuối cùng đã hoàn thành. Sau đó chèn đến vương miệng. Sau đó đổi vương miệng cho công chúa nhỏ. Ước gì bố tôi ngày càng đẹp trai hơn. Cuối cùng cắt sầu riêng thành miếng. Đây chính là bánh lớp sầu riêng đúng không? Ăn chân cua. Những cái chân cua này là gì? Này, cậu không ăn thì tôi ăn. Tài năng của bố. Đầu tiên dùng cua đỉnh, vỏ chân cua, sau đó chia chân thành từng phần, cắt vỏ cua, sau đó lấy thịt cua ra, cắt chân cua thành thịt băm, khoai tây hấp sẵn, nghiền khoai tây, thêm phô mai, thêm thịt cua, cắt rau mùi tây cắt nhỏ, trộn đều cắt thành phần, sau đó cuộn thành hình quả bóng, nhấn vào hình bánh, sau đó thêm phô mai, cộng thêm xương gà, nhào thành hình quả bóng, phủ bột mì, phủ nó bằng nước rửa trứng, cuối cùng phủ vùng bánh mì, chân cua đã sẵn sàng, sau khi gọt rồi, chiên thêm lưỡi nhỏ, nhưng chúng chỉ còn nấu để ăn hay không? Lấy ra khỏi nồi. Phô mai thác nước đầy phô mai và cũng có thể được vẽ. Mẹ ơi, con muốn ăn sô-cô-la. Sô-cô-la ở đâu đây? Nhanh nhanh mua cho bạn nhé. Chào bố, tôi muốn ăn sô-cô-la. Được rồi, bố sẽ mua nó cho bạn sau khi được trả tiền. Đã lâu lắm rồi tôi mới được trả tiền. Mới đăng hôm nay. Ai đoán được cũng muốn hết. Tôi chọn cái này. Tôi chọn trước. Bố. Mẹ ơi, con muốn một cái máy bong bóng. Tôi không có thời gian về nhà, tôi còn có việc khác phải làm. Bố ơi, con muốn một cái máy bong bóng. Được rồi, đợi bố có thời gian chơi với con nhé. Bạn rảnh lâu chưa? Sẵn ngay bây giờ.